Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Gem, khám phá những điều kỳ thú. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy hay và thú vị thì hãy comment cũng như chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một vấn đề về núi lửa tại Việt Nam. Và thật sự Việt Nam chúng ta có núi lửa hay không? Và nó còn hoạt động hay không? Có thể rất nhiều bạn đã biết về nội dung này, nhưng đâu đó cũng có nhiều bạn không hề biết như mình. Đầu tiên thì mình xin tóm tắt một xíu lý do tại sao lại có núi lửa và nguyên nhân hình thành của núi lửa nhé. Khi nhiệt độ bên dưới bề mặt trái đất rất nóng, càng đi sâu về phía lõi trái đất hay tâm trái đất, với độ sâu 20 dặm khoảng 32 km bên dưới bề mặt trái đất, nhiệt độ tại đây nóng lên đến mức có thể nung chảy gần như tất cả loài đá. Còn ở tâm trái đất, nhiệt độ còn khủng khiếp hơn với khoảng 6.000 độ C. Và thật bất ngờ Việt Nam có núi lửa mà trước kia mình vẫn luôn nghĩ rằng núi lửa chỉ có ở các nước khác như Mỹ hay Nhật Bản v.v. Và sau đây mình xin phép được liệt kê các núi lửa điển hình nhất của Việt Nam nhé. Địa điểm núi lửa thứ nhất là núi lửa tại Đồng Nai. Hoạt động của núi lửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra trong thời kỳ neo gen đệ tứ, tạo lớp phủ rộng gần 1/3 diện tích của tỉnh. Tuy đã bị chia cắt, phá hủy ít nhiều nhưng vẫn có thể nhận rõ ba dạng địa hình độc đáo do chúng tạo ra là cao nguyên núi lửa, đồng bằng núi lửa và ngọn núi lửa. Núi lửa thứ hai là núi lửa tại đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 1 năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 21 di tích trên cả nước. Trong đó, huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi có 2 di tích là danh lam thắng cảnh nổi tiếng núi Diên Tiền, xã An Vĩnh và danh lam thắng cảnh núi Thới Lới của xã An Hải. Đây là 2 trong số 10 miền núi lửa được phát hiện tại khu vực đảo Lý Sơn. Quá trình phun trào dữ dội của núi lửa hàng triệu năm trước để hình thành trên những di sản địa chất độc đáo. Núi Thới Lới và Diên Tiền là 2 ngọn núi lửa độc đáo kỳ vĩ nhất trên đảo Lý Sơn. Thứ ba, núi lửa đảo Hòn Cho. Hòn Cho hay còn biết đến với cái tên là Gò Mới, là một hòn đảo được hình thành do hoạt động của núi lửa dưới biển ở phía nam của đảo Phú Quý, ngoài khơi Nam Trung Bộ thuộc Việt Nam vào năm 1923. Tuy nhiên, Hòn Cho chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị sóng biển đánh tan, do đảo này được hình thành từ vật liệu chưa được kết nối chặt chẽ. Và núi lửa thứ tư là núi lửa cuối cùng, núi lửa ở Gia Lai. Chư Đăng Gia, huyện Chư Pa, Gia Lai đang trở thành điểm đến mới với là du khách thích khám phá mày mò. Chư Đăng Gia, huyện Chư Pa, Gia Lai đang trở thành điểm đến mới lạ với du khách thích khám phá mùa hoa giả quỳ. Chư Đăng Gia, theo tiếng của người Gia Lai có nghĩa là củ gừng dài. Ngày nay, nơi đây còn mang dấu tích của núi lửa từng hoạt động hàng triệu năm với miền núi lửa hình phiểu. Những viên nham thạch lẫn trong, sau khi phun trào hết dòng hóa thạch lửa cháy, núi lửa Chư Đăng Gia đã đóng cửa vĩnh viễn và để lại một giá trị tài sản to lớn cho người dân địa phương. Và rồi mình xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và thú vị hãy comment video và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video các lần sau.